ăn cả thúng ớt. Mệt quá. Sao lại hết nước đúng lúc đang đói khát, mệt mỏi thế này chứ? Hy vọng phía trước có chỗ nào dừng chân nghỉ ngơi vậy. Mệt, mệt quá, khát quá. Anh gì ơi, anh có thể cho tôi xin một ngụm nước được không? Tôi khát khô cả cổ mà hết nước rồi. Thật xui xẻo cho anh, tôi vừa uống hết ngụm cuối cùng rồi. Trời ơi! Nhưng mà không sao, anh chỉ cần cố đi một đoạn nữa thôi. Phía trước có một quán nước ven đường rồi. Ồ, thật ư? Đúng vậy, còn không xa nữa đâu. Anh cố đi đến đó mà nghỉ ngơi. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Đỡ khác rồi, nhưng giá có cái gì ăn nữa thì tốt. Bụng mình đói quá, mà quán này chẳng bán gì, xung quanh cũng chẳng có hàng nào nữa. Chủ quán ơi, cho xin chén nước với. Vâng, nước của anh đây. Anh đi đâu đấy? Tôi xin, tôi ra chợ bán hàng anh ạ. Bán hàng? Bán hàng gì thế nhỉ? Quả gì lạ thế, lại đỏ tươi căng mọng, chắc là ngon lắm. Đang lúc đói, may quá. Ê, này anh mang chỗ quả này ra chợ bán hả? Có thể bán cho tôi một ít được không? Ừ, tất nhiên rồi. Anh mua bao nhiêu? Tôi mua đầy túi này. Ồ, nhiều vậy ư? Đây, tôi trả tiền anh. Vâng, cảm ơn. Chào anh, tôi phải đi tiếp đây. Trời ơi, sao lại cay thế này? Này anh, sao lại ăn ớt thế? Hả? Đây là ớt ư? Ừ, sao nó to thế? Vì nó là loại ớt giống mới, tôi tưởng anh biết nên mua nó chứ. Tôi lại nghĩ là một loại quả rất là ngon. Tội nghiệp, thế là anh mua phí chỗ ớt này rồi. Ừ, phí là phí thế nào ạ? Hả? Anh bị sao vậy? Biết là ớt rồi còn ăn là sao? Phải ăn chứ. Mà ớt cũng là tiền tôi bỏ ra. Tôi ăn ớt thì cũng là tôi đang ăn tiền của mình thôi. Tuyệt đối không thể bỏ tiền đi được. Anh ta thật ngốc nghếch và ngoan cố. Liệu trong cuộc sống này còn biết bao người như anh ta nữa. Khi đầu tư công sức, tiền bạc vào một cái gì đó nhưng kết quả không như ý, thay vì thừa nhận sai lầm lại cứ cố chấp theo đuổi, và kết quả sẽ chỉ nhận thiệt thòi về mình thôi. Cay quá, cay quá. Cuộc diễn tập. Đứng lại, đứng lại, tránh ra. Chết rồi. Ôi Jim, con tôi, đừng nhìn nữa. Mẹ, chết, ông ấy chết. Bình tĩnh nào con. Không, sợ quá. Tốt lắm, cuộc diễn tập đến đây kết thúc. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Cháu nhập vai giỏi lắm. Nhờ cháu mà cuộc diễn tập lần này của cảnh sát bọn chú thành công đấy. Là diễn tập sao? Ừ, nhưng cháu cũng dũng cảm lắm. Mai sau có thể làm anh hùng cứu thế giới được đấy. Phải không mọi người? Phải rồi. Thật á? Đó thật sự là một kỷ niệm không bao giờ có thể quên được. Chà chà, cậu đúng là có duyên với ngành cảnh sát của chúng ta đấy.
Nhỏ như vậy mà đã được tham gia diễn tập rồi. Em cũng vì ấn tượng với cuộc diễn tập đó nên mới phấn đấu để trở thành cảnh sát đấy chứ. Có tinh thần thế là tốt, nhưng nghề cảnh sát nhiều vất vả khó khăn lắm, nên cậu sẽ phải cố gắng nhiều. Vâng ạ. Các cậu, nhiệm vụ mới cho chúng ta đây. Dạ. Sắp tới chúng ta sẽ tiến hành một cuộc diễn tập nghiệp vụ quy mô lớn. Đây là kế hoạch chi tiết. Là diễn tập đấy. Dạ. Quy mô cuộc diễn tập này rất lớn nên chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng và chi tiết. Tôi nghĩ chúng ta phải tìm đọc tư liệu về các cuộc diễn tập khác để học hỏi kinh nghiệm. Thưa anh, hồi nhỏ Jim có chứng kiến một cuộc diễn tập của cảnh sát. Tôi nghĩ nên giao cho Jim tìm hiểu là tốt nhất. Dạ, đúng ạ. Tôi xin được nhận nhiệm vụ này. Tốt, vậy các cậu còn lại hãy thực hiện những kế hoạch sau. Chào chị, tôi muốn tìm tất cả thông tin về cuộc diễn tập của cảnh sát tại trung tâm thương mại thành phố 15 năm trước. Chị giúp tôi được không ạ? Được, anh chờ chút. Xin lỗi, anh có nhớ nhầm không ạ? Nhầm ư? Dạ, không có chuyện đó đâu. Tôi còn nhớ chính xác là ngày thứ Bảy, 15 tháng 3 chị ạ. Được rồi, ngày 15 tháng 3. Xin lỗi anh, không có cuộc diễn tập trong ngày này. Thậm chí trong cả năm đó, cảnh sát cũng không có cuộc diễn tập nào luôn. Không có. Sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã có mặt ở đó cơ mà. Có thể tư liệu cũ quá nên không cập nhật trên máy. Cô có thể giúp tôi kiểm tra tư liệu lưu kho không ạ? Anh chắc chắn là mình có mặt ở đó chứ? Vâng, đúng vậy. Được rồi, anh chờ tôi một chút. Xin lỗi, tư liệu lưu kho cũng không hề đề cập tới một cuộc diễn tập nào ở thời điểm đó. Sao lại có chuyện như vậy? Kỳ lạ, thế này là thế nào? Tại sao báo chí hồi đó cũng không hề đưa một tin nào về cuộc diễn tập nhỉ? Rõ ràng lúc đó rất hỗn loạn, có nhiều cảnh sát, rồi cả phóng viên chụp ảnh cơ mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vì sự kiện ấy mà mình đã học tập và phấn đấu để trở thành cảnh sát. Nhưng thực ra nó lại không tồn tại. Bao nhiêu năm nay mình đã theo đuổi cái gì? Không thể, mình đã ở đó. Rất nhiều người đã chứng kiến. Những người đã chứng kiến. Người đó lẽ nào... Thật không ngờ một kẻ nói dối mà lại có thể hưởng thụ tuổi già an nhàn thế này. Kẻ nói dối? Sao cậu lại nói tôi như vậy? Ông không nhớ đứa bé mà ông đã ngợi ca nó như một anh hùng sao? Đứa bé mà ông gieo rắc vào đầu nó hình ảnh người cảnh sát vô cùng vĩ đại, oai hùng ấy. Cậu là... 15 năm trước, ông còn nhớ không? Chuyện gì đã xảy ra? Ông đã nói dối những gì? Không có diễn tập nào hết. Không có anh hùng nào hết. Nhưng tôi đã tưởng là thật. Và sự phấn đấu suốt 15 năm nay để trở thành cảnh sát của tôi bỗng trở thành vô nghĩa. Thế là thế nào? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Thật bất ngờ là cháu đã trở thành một cảnh sát. Trông cũng chững chạc lắm. Ông... Không thể nói sự phấn đấu của cháu là vô nghĩa được. Còn ta, nếu quá khứ có lặp lại thì ta vẫn chọn cách nói dối cháu như ngày đó thôi. Hả? Thế là thế nào? Chứng kiến một người bị bắn chết ngay trước mặt thật sự là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ. Làm sao ta đành lòng để cảnh tượng đó trở thành nỗi ám ảnh cả đời của cháu chứ? Hả? Vậy ra là một vụ bắn cướp. Nhưng nếu vậy, sao báo chí? Chàng trai trẻ à, cháu phải biết ơn nhiều người lắm đấy. Toàn bộ những người có mặt hôm đó, cũng như tất cả các cơ quan truyền thông bây giờ đều không hẹn mà gặp. Đã thống nhất không đưa một tin nào về sự việc trên, tất cả là vì cháu. Thật ư? Trời ơi, vậy mà cháu lại... Không sao, giờ cháu đã là một cảnh sát như ta ngày xưa. Cháu hãy làm sao đừng để điều này thành vô nghĩa là được. Vâng, giờ cháu hiểu. Cháu thực sự đã hiểu thế nào là cảnh sát của nhân dân. Cháu sẽ cố gắng để xứng đáng là một cảnh sát của nhân dân như bác. Ông già Noel của con. Đẹp quá, nhìn bộ mô hình máy bay điều khiển từ xa kìa. Mà này, sắp đến Giáng sinh rồi nhỉ? Nếu mà được tặng bộ mô hình này thì tuyệt phải biết. Không biết năm nay ông già Noel có gửi quà tặng cho tớ không nhỉ? Ai gửi quà cho cậu cơ? Thì ông già Noel ấy chạy vào đây nữa. Lan,
thế này rồi mà vẫn tin ông già Noel có thật. Thời nào rồi lại còn chuẩn bị tất rồi chờ ông già Noel tặng quà chứ. Thế không phải năm nào ông già Noel cũng chui qua ống khói tặng quà cho chúng ta sao? Cậu ngốc thật đấy. Đó là do ba mẹ chúng ta tặng đấy. Ba mẹ chỉ nói dối rằng đấy là quà của ông già Noel thôi. Không phải, lần nào tớ viết thư xin quà, ông già Noel đều đọc hết và mang tới tặng tớ cả. Thôi, nói cậu cũng không tin đâu. Chỉ bằng đến đêm Giáng sinh, cậu cố thức rồi rình mà xem. Sẽ chẳng có ông già Noel nào chui qua ống khói để tặng quà cho cậu đâu. Lại đây trang trí cây thông Noel với ba nào. Tèn tèn. Của con đây, đúng như yêu cầu nhé. Ba phải đi khắp Bách Hóa mới tìm được một ngôi sao Giáng sinh to đẹp nhất. Lại ba bế lên, gắn lên đỉnh cây thông nào. Mà ba ơi, ông già Noel có thật trên đời không ạ? Các bạn trên lớp đều bảo không có ông già Noel nào cả. Ờ hay, phải có chứ con. Giáng sinh năm nào ông già Noel cũng có danh sách những đứa trẻ ngoan, rồi chui qua ống khói vào nhà để tặng quà cho chúng. Nhưng tại sao năm nào ba cũng đưa quà cho con? Ờ, thì ông đến khuya quá mà, con lại ngủ mất tiêu rồi nên nhờ ba đưa hộ. Ba nói dối, đó là quà của ba. Năm ngoái con nói thích mô hình máy bay nên ba mới mua tặng con. Với lại, nếu ông già Noel có thật, ông đã không mang mẹ con lên thiên đường. Tội nghiệp thằng bé, lớn lên đã không có mẹ, mà mình thì bận tối ngày, không thể để tuổi thơ của nó bị thiệt thòi so với các bạn được, phải giữ lấy ước mơ của thằng bé. Con không tin thì cứ thức đến đêm mà xem, chắc chắn ông già Noel sẽ tới. Ba hứa chắc chắn là ông sẽ tới gặp con chứ. Ừ, ba hứa. Mãi mà ông già Noel vẫn chưa tới ba nhỉ? Khuya rồi, con cứ ngủ đi. Nếu lát ông già Noel tới, ba sẽ gọi con dậy. Mà đề phòng cả hai cha con ta đều ngủ quên, thì ba sẽ đặt máy quay ở đây làm chứng nhé. Dạ, ba nhớ bấm nút ghi hình nhé. Cẩn thận nào, cao quá. Alex, cháu đúng là một đứa bé ngoan. Năm nay cháu đã biết giúp ba tự chuẩn bị bữa sáng, tự trải giường và mặc quần áo trước khi đi học. Ông biết cháu thích bộ mô hình tàu lượn mới nên đặc biệt dành tặng cháu đây. Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ. Hôm qua, ông già Noel đã tới thăm tớ đó. Có thật không? Cho cậu biết. Chứng cứ đây nè. Về nhà tớ xem đi. Ơi, ông già Noel nè. Lúc ông chui xuống ống khói, ông còn bị ngã, chân đi tập tễnh này. Con ăn bánh nè, chúc các con Giáng sinh vui vẻ. Hạt đậu thần kỳ. Thỏ con ơi, mau dậy đi con. Đừng để mẹ ở lại một mình con ơi. Khổ thân thỏ mẹ quá. Tưởng thỏ con chỉ ốm nhẹ thôi, ai ngờ lại không qua khỏi chứ. Ơi chị thỏ ơi, hôm qua gió to, nhà anh bồ câu bị rơi mất nhà xuống đất. Mấy đứa nhỏ nhà anh chị ấy bị thương khá nặng. Mọi người qua xem anh chị ấy cần giúp đỡ gì không. Chị qua với chúng tôi chứ.
Chỉ bị thương thôi ư? Còn hạnh phúc hơn tôi gấp mấy nghìn lần. Tôi đã mất đứa con duy nhất. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ cứ buồn rầu thế này, cháu thỏ xám ra đi cũng không được yên lòng đâu. Thôi thì tôi đi vậy. Chào chị. Khổ quá. Chị có sao không? Đúng là bọn vô lương tâm. Ngồi vào đây xem nào. Có mấy đồng tiền chợ định để mua tóc về cho mấy đứa nhỏ. Thế mà nhà chị mái mơ có chuyện gì thế? Chị gà mái bị bọn khỉ cướp giật mất hết vỏ trứng. Xin mọi người ủng hộ. Mỗi người 5 xu 1 hào là chị ấy đủ tiền chợ hôm nay. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Xin giúp người đang gặp khó khăn. Vâng, của tôi đây. Mất mấy đồng bạc, có đau khổ bằng tôi mất đứa con duy nhất không? Có vậy mà sao cứ kêu than nhiều thế chứ? Ai, từ ngày thỏ con mất, chị ấy như người mất hồn, luôn xem mình là người đau khổ nhất, chẳng còn quan tâm đến ai nữa. Chị thỏ xám, chị thỏ xám ơi. Bác gấu à, có chuyện gì thế? Hôm qua tôi có lên ngọn núi phía tây hái thuốc, vô tình gặp đạo sĩ Chồn. Ông ấy cho tôi biết có một loại thuốc cải tử hoàn sinh đó. Bác gấu, bác nói thật chứ? Đúng vậy. Thuốc đây làm từ một hạt giống thần kỳ. Hạt giống thần kỳ? Đúng vậy. Đó là những hạt đậu giống được sinh từ một gia đình chưa từng biết đau khổ là gì mới được. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ tìm bằng được. Tôi sẽ bắt đầu đi tìm ngay bây giờ. Tôi ngàn lần đội ơn bác gấu nhé. Chị Sóc ơi, tôi đang cần tìm một hạt giống từ gia đình hạnh phúc chưa hề biết đau khổ là gì. Nhà chị vui vẻ thế này, chắc là nhà chị có hạt giống ấy. Hạt đậu từ gia đình chưa biết đến đau khổ ư? Vâng, điều này rất quan trọng với tôi. Xin chị làm ơn làm phúc giúp tôi đi. Chị Thỏ ơi, tôi nghĩ chị đến nhầm chỗ rồi. Ai bảo gia đình tôi không có bất hạnh? Năm ngoái ba bọn trẻ bị sập bẫy của một người thợ săn, để lại tôi một mình nuôi lũ trẻ. Ra là vậy. Vậy là nhà chị không có rồi. Chào chị. Chị Thỏ ơi, hay chị đến nhà anh Sơn Dương xem. Tôi thấy nhà anh ấy lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Chắc anh ấy có đó. Thật vậy sao? Vậy tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn chị Sóc nhé. Ai đó? Chị Thỏ xám hả? Chị tìm chúng tôi có chuyện gì vậy? Tôi đang tìm một hạt đậu giống từ một gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ. Nhà anh có hạt giống đó không? Trời, vợ tôi vừa hôm qua gặp lão hổ suýt thì mất mạng. May chạy về được đến nhà, nhưng bị gãy chân đang nằm liệt một chỗ. Tôi đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ đây. Ôi, tôi rất tiếc. Xin chia buồn cùng gia đình anh. Chị Thỏ ơi! Bác gấu ơi! Tôi đã đi khắp nơi mà không thể tìm được hạt đậu giống thần kỳ như bác nói. Sao tôi lại bất hạnh thế này? Chị Thỏ ơi! Tôi biết chị sẽ không thể tìm được hạt giống đó đâu. Sao bác lại nói thế? Bác biết là không thể tìm được hạt giống đó, mà sao còn bảo tôi đi tìm? Bác thấy tôi đau khổ thế này còn chưa đủ sao mà còn nghĩ ra cách hành hạ tôi thế? Chị đừng nóng và xúc động như vậy. Tôi thấy chị cứ chìm mãi trong buồn khổ, luôn nghĩ nỗi đau của mình là nỗi đau lớn nhất. Nhưng trên đời này, ai chẳng có bất hạnh này hoặc bất hạnh khác. Điều quan trọng là cách chúng ta gục ngã hay vượt qua nỗi đau thôi, chị à. Có lẽ bác nói phải. Tôi mong chị bình tâm lại để sống thật ý nghĩa. Cảm ơn bác, tôi hiểu rồi bác ạ. Từ giờ tôi sẽ sống thật mạnh mẽ. Cái đuôi. Cô rắn chúa ra rồi kìa.
trật tự xem cô ấy biểu diễn điệu múa đuôi nổi tiếng của mình. Hay quá, đẹp quá. Ôi, cô rắn múa đẹp quá. Cái đuôi của cô ấy mới uyển chuyển, thanh thoát làm sao. Đuôi thế mới là đuôi chứ. Ôi, cô ấy múa đẹp thật. Thân hình uyển chuyển, đặc biệt là cái đuôi trơn nhẵn. Sao mà tuyệt vời thế. À, mà sao chúng mình không cạo lông đuôi đi, để có thể múa đẹp như cô rắn nhỉ. Ờ, phải đấy, phải có cái đuôi như của cô ấy mới được. Sóc ơi, nhìn mình này. Cậu làm gì với cái đuôi của cậu vậy? Sao lại cạo sạch lông trần trụi như vậy chứ? Cậu thật lỗi mốt. Cả khu rừng này đang có trào lưu cạo hết lông đuôi để có thể múa đuôi đẹp như cô rắn chúa. Cậu trông đuôi mình có thời thượng không? Từ giờ mình có thể múa với cái đuôi thời thượng này, nhất định mình sẽ múa hay như cô rắn. Cậu làm sao thời thượng được bằng mình? Các cậu nhìn xem, đuôi mình mới là đuôi thời thượng chứ. Cái đuôi của cậu làm sao dài và thon đẹp như của mình chứ. Của mình đẹp hơn. Của hai cậu đều không thời thượng bằng của mình. Mèo, cái đuôi của cậu... Đuôi của mình là đẹp và thời thượng nhất. Mấy cậu làm sao có được như của mình chứ. Của mình mới là thời thượng, mình múa đẹp nhất. Không, của mình, của mình. Của mình mới đẹp. Cái đuôi của mình đúng là lỗi mốt rồi. Cả thiên hạ đang thi nhau cạo lông đuôi, mình cũng phải làm ngay cho bằng bạn bằng bè mới được. Chắc là đau lắm, nhưng không sao, mình sẽ làm được. Mình sẽ có ngay một cái đuôi thật thời thượng. Sóc, em đang định làm gì vậy? Chị voi đấy à, em đang định cạo lông đuôi của mình đi, để có thể múa đẹp được như cô rắn. Các bạn lợn, khỉ, mèo đều cạo hết rồi chị ạ. Nhìn đuôi của họ thật hợp thời và mốt quá. Em không được làm vậy. Em có biết đuôi của em có tác dụng giữ thăng bằng. Em mà cạo hết lông thì rất nguy hiểm. Chị khuyên em không nên chạy theo mốt. Chị lo lắng quá rồi. Chị xem, mọi người đều làm thế cả mà có chuyện gì xảy ra đâu. Em cũng có thể làm được. Chị cứ để em. Em không nghe lời khuyên của chị. Sau này đừng có hối hận đấy. Ôi, chiếc đuôi mới của mình đẹp quá. Nhìn nó mới mô đen làm sao. Lẽ ra mình nên làm việc này từ lâu lắm rồi. Mình phải đi khoe khỉ, lợn và mèo mới được. Trông chiếc đuôi của mình, ăn đứt đuôi của bọn họ ấy chứ. Các cậu nhìn xem này. Hoan hô, Sóc cũng cạo đuôi rồi. Chuyện, các cậu nhìn đuôi mình đẹp không? Nhân đây, mình sẽ trổ tài múa một bài cho các cậu thưởng thức. Mình sẽ trèo lên cái cây kia, vừa bay vừa múa. Các cậu chú ý xem nhé. Mình bắt đầu múa này. Các cậu nhìn nha. Các cậu thấy đẹp chưa? Ôi, ôi, có chuyện gì thế này? Cứu, cứu mình với. Ôi da. Sóc có sao không? Sao lại vậy chứ? Mình chuyền cây từ lúc sinh ra tới giờ đã ngã bao giờ đâu. Sao hôm nay lại không giữ nổi thăng bằng trên cành cây vậy? Em Sóc có sao không? Chị đã nói rồi, đuôi em có tác dụng giữ thăng bằng, em không được cạo hết lông đi. Thế mà em có chịu nghe đâu, vậy mới ra nông nổi này. Em... Nhưng như vậy mới đẹp, mới thời thượng chứ chị voi. Như cô rắn chúa ấy. Thời thượng cái gì chứ? Chị rắn chúa được tạo hóa sinh ra đã thanh mảnh, nhẵn nhụi như vậy. Chứ chị ấy đâu phải làm điều dại dột như các em. Điều các em nên học theo chị ấy là biến những đặc điểm của mình thành sức mạnh, chứ không phải bằng mọi cách biến mình thành người khác như vậy. Hậu quả sẽ rất khôn lường. Và các em cũng nên nhớ, đuôi nào cũng có tác dụng của riêng nó. Đuôi của sóc thì giữ thăng bằng, khỉ thì giúp bám vào cây chắc hơn, của mèo thì đuổi ruồi, muỗi, dạy con tập vồ mồi. Giờ các em cạo trụi như vậy thì nó còn tác dụng gì nữa chứ? Dạ, chúng em biết rồi ạ. Chúng em sẽ nghe theo lời chị. Từ giờ sẽ không đua đòi, không cạo lông đuôi đi nữa. May mà lông đuôi còn có thể mọc lại được. Nếu không, cuộc sống này của em rồi sẽ ra sao? Nhớ lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Dạ, vâng ạ. Hãy like,
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.